Một người đàn ông ở Ấn Độ từng tuyên bố có thể chữa lành bệnh COVID-19 cho tất cả người nhiễm bệnh bằng những nụ hôn vừa qua đời vì nhiễm COVID-19. Người đàn ông có tên là Aslam quảng bá với những người theo dõi anh ta tại Pradesh bằng nụ hôn của anh ta sẽ chữa khỏi mọi bệnh tật, trong đó có cả COVID-19. Phương pháp chữa bệnh kỳ quặc của Aslam chẳng những chưa cứu được ai, mà tới ngày 3 tháng 6, anh này được chẩn đoán nhiễm virus COVID-19. Nhà chức trách ở Ralam đã nhanh chóng hành động sau khi Aslam bị nhiễm COVID-19 và bắt đầu truy tìm dấu vết những người gần đây đã tìm tới anh này để chữa bệnh bằng nụ hôn. 20 trong số 40 người xét nghiệm dương tính với COVID-19. Thực tế, trong số 24 người nhiễm COVID-19 được xác nhận ở Ralam vào ngày 9 tháng 6, 13 người đã tiếp xúc gần với Aslam. Theo giới chức Ấn Độ, đã có ít nhất 29 người tự xưng là thánh, tuyên bố có công lực chữa khỏi virus COVID-19, tương tự như cách của Aslam. Nhưng thực tế, những cách này lại khiến virus lây lan nhanh chóng hơn. Bạn nghĩ sao về những vị thánh này? Hãy cùng chia sẻ nhé!